đang đi xe tự nhiên cái ô của nhà kia nó đập vào một ô tô khiếp hết cả hồn. Chị... Lôi nghe mình chào mừng em quay trở lại. Mẹ, có cam nhỉ? Xem đó thằng. Cho nó lên. Con mẹ con điên này. Mẹ mày vượt đèn đỏ. Đi ngu thế hả em? Xe nó to thế này mà cứ chèn vào làm cái gì?